Cầm Hey, chào các bạn, hôm nay shop Hân My tiến hành test ống bơm Gizo. Cái ống bơm Gizo này 360.000. 360.000 một cây ống bơm Gizo. Thì bây giờ shop sẽ tiến hành test bơm trên con Chitter 736. Bây giờ mình xì hơi ra nha các bạn. Hơi sẹp lép lên nha. Hơi sẹp lép. Thì ở ống bơm Gizo này nó cũng có hai đầu van. Để đây là đầu van nè, hiện tại đang là đầu van bơm xe máy, cái đầu bự. Đầu van này, đầu van bơm xe máy, đầu nó bự nè. Các bạn gỡ này ra. Gỡ ra. Gỡ ra để chuyển thành đầu van xe đạp. Thì các bạn gỡ ra nhà, các bạn gạt cái này lên. Gạt cái này lên thì nó sẽ lòi hai cục ra. Các bạn lấy tay các bạn lắc ra. Thì hồi nãy nó là vậy. Đây là đầu van bơm xe máy. Thì hai cục vậy. Bây giờ các bạn bước lên, các bạn đảo này lại một vòng. Đảo này lại vòng nữa thành đầu van bơm xe đạp. Đầu van bơm xe đạp các bạn bỏ vô, các bạn bỏ này vô đây là đầu van bơm xe đạp, các bạn gạt xuống rồi từ đầu van bơm xe đạp các bạn chuyển lại đầu van bơm xe máy, các bạn lại mở này ra, các bạn lại đảo hai vòng nữa, đảo hai vòng. Cái này là đầu van bơm xe máy chứ lộn, đầu van bơm xe máy chuyển sang đầu van bơm xe đạp, các bạn gạt như vậy quay lại hai vòng đó thì nhét vô đây đầu van bơm xe đạp rồi bỏ vô. Rồi từ đầu van xe đạp chuyển thành đầu van xe máy, mở ra đảo lại thành đầu van bơm xe máy. Các bạn đã thấy chưa, đảo lại đầu van bơm xe đạp, đảo lại đầu van bơm xe máy, cứ nhét theo chiều này. Cái cục nhựa này lúc nào nằm trong, cục này nằm ngoài đó. Đầu van bơm xe đạp chuyển qua đầu van bơm xe máy, rồi các bạn bỏ vô, rồi các bạn gài lại, các bạn dặn lại theo cái nắp này. Bây giờ mình sẽ test, mình bơm hơi thử cho các bạn coi nha. Thì cái ống bơm này nó nhỏ, nó sẽ bơm giống như là chúng ta cứu hộ chúng ta đi về. Nhưng mà khi mà bơm nó cũng được 6kg, 6,5kg nha các bạn, gần 7kg luôn nha. Nếu mà các bạn chịu khó bơm thì có thể 7kg mấy, 8kg là bình thường. Các bạn bơm như tư thế này nè. Hơi nó lên rồi nè các bạn, nó lên cứng rồi nè. Thì ở đây là cái ống này, là cái ống này là ống bằng inox nên nó không có bị nóng và không bị tét nha. Nó cũng có nóng nhưng mà nó không có sợ tét. Đó thì các bạn cứ bơm vậy nè. Đó bây giờ nó cứng lên rồi nè. Các bạn bơm thêm miếng nữa cho nó đủ lực hơn. Đây bây giờ nó cứng ngắc rồi nè các bạn. Bơm thêm miếng nữa. Rồi nó cứng, cứng thì cứng luôn rồi nè các bạn. Rồi bơm cứng luôn rồi nè. Cái này là cỡ 8kg nha các bạn. Mình bơm lên tới 8kg luôn nha. Giờ mình bơm luôn á là nó sẽ nổ bánh xe luôn nè các bạn coi nè. Mình bơm cho nó nổ bánh xe luôn nè. Nó giỡn thôi. Bơm lên 8kg nha các bạn. Cứng ngắc luôn nha. Rồi khi các bạn bơm xong các bạn gài xuống như vậy. Các bạn rút ra. Bây giờ cái này là cứng ngắc luôn nha các bạn. Không bóp vô nổi nữa nha các bạn. Cứng luôn rồi, cái vỏ này nó cứng luôn rồi, nó lên tới 8kg là cứng ngắc luôn rồi. Ống bơm này là 360.000 nha các bạn. Các bạn mua bốn bơm vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676 hay tới địa chỉ 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Alo số điện thoại trên, cảm ơn các bạn. Cái ống bơm nó cỡ vậy nha các bạn nha. Kích thước của nó nó không có đề, không đề kích thước. Lấy cái thước, lấy cái thước vàng vàng sẽ để đo cái ống bơm này vậy. Anh ăn được ướt rồi ạ, ăn ướt rồi ạ, chị hai ra ra đi. 26 cm các bạn, cái ống bơm này dài 26 cm, mãi lọc nha các bạn. Xài ống bơm này là mãi lọc luôn nha. Hai là mãi, sáu là lọc, 26 là mãi lọc nha các bạn.
Các bạn xài ống bơm này các bạn vừa đạp xe đạp vừa có tiền nha, đỡ tốn tiền xăng, đỡ tốn tiền bơm hơi, đỡ bị thuốc trên đường. 360.000 một cây nha. Kích thước ống bơm là size 26 mãi lọc. Mãi lọc là xài mãi mãi mà có tiền vài hoài nha các bạn. Rồi chúc các bạn vui vẻ. Ống bơm ghi vô 260.000 cái. Rồi xong. Rồi bắt cái bơm vô đó cho em đi. Uống luôn không?